À, đầu xin kính chào bà con. Nói về cái công đoạn nhuộm á, thì đây là cái công đoạn mà vất vả nhất, bẩn thỉu và lem luốc nhất. Tại vì khi bà con mà nhuộm lên được cái sản phẩm như này thì chân tay luôn luôn lúc nào trong cái trạng thái là rất là đen và rất là bẩn. Thưa bà con, để nhuộm lên được một cái thành phẩm như một cái tấm lưới như thế này thì bắt buộc và yêu cầu bà con phải trải qua một số cái công đoạn. Thứ nhất là công đoạn pha nước đèn. Sau khi pha nước đèn xong thì bà con nấu sôi nước. Nấu sôi nước xong thì bà con bắt đầu nhúng đồ vào. Và cái giai đoạn này mới là quyết định nè bà con này. Sau khi nhúng đồ vô thì bà con phải làm sao phải quấy đều và đảo thật đều cái sản phẩm của mình, để cho cái thuốc, nước thuốc của nó sẽ thấm vào cái sản phẩm, thấm vào những cái sản phẩm lưới như này, để cho cái màu nó sẽ ăn đều. Nếu như bà con mà nhúng không đều là nó sẽ loang lổ, vì vậy mà nó sẽ nên một cái sản phẩm nó không có đẹp và không có ra cái gì hết. Thưa bà con, nếu như bà con cần và cung cấp những cái sản phẩm về cái dòng thuốc nhuộm này thì A Đầu sẽ cung cấp cho bà con thuốc nhuộm màu có màu đen, màu đỏ, màu cam, màu nâu và màu xanh. Cái dòng thuốc nhuộm này thì bà con có thể nhuộm được lưới này, sợi này, dây này, vải này, quần áo này, vân vân. Thì bà con có nhu cầu thì liên hệ ngay với A Đầu sẽ cung cấp các thuốc nhuộm cho bà con và có cái hướng dẫn cho bà con trước khi sử dụng.